Hello mọi người, hôm nay mình đã nhận được huy hiệu và áo rồi nè mọi người. Áo quá đẹp luôn. Huy hiệu cũng đẹp. À mọi người ơi, hôm nay mọi người được hạng mấy? Mình thì được hạng 2 nha. Bảng mình hình như hạng nhất hack hay sao á, tại lên điểm nhanh lắm. Được 7 vé nha. Bây giờ mình sẽ mở một hộp một vé thử nha. Mở xong rồi mọi người ơi, được mỗi tóc và mũ à, toàn nhiêu đồ nội thất không? Ok bye bye mọi người, chúc mọi người xem video vui vẻ. Mọi người xem nhớ cho mình một like, một sub giúp mình lên 2000 người đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.